kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 14 tháng 9, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh gặp mặt Hội đồng Hương người Hưng Yên tại tỉnh Quảng Ninh. Giải ngân đầu tư công 8 tháng của tỉnh mới đạt 36%. Sản xuất nước ép trái cây từ nông sản địa phương đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại xã Nhân La, huyện Kim Động. Người lao động sẽ bị thiệt thòi khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Lại thêm một vụ cháy xảy ra tại huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Quảng Ninh về thăm quê. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Quảng Ninh hiện có 14 chi hội với hơn 1.000 hội viên. Trong những năm qua, hội đã ủng hộ một số quỹ của tỉnh Hưng Yên, đồng thời luôn giúp đỡ hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thăm hỏi lúc ốm đau. Đồng chí Quách Thị Hương phát biểu chào mừng và thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo. Đồng chí mong muốn bà con đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng địa phương nơi mình sinh sống, cũng như có nhiều hoạt động hướng về quê hương Hưng Yên. Nhân dịp này, đoàn cũng đi tham quan một số di tích lịch sử danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao ban quý 3 năm 2022. Tới dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Trong công tác hội và phong trào quý 3 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức 13 gian hàng tại phiên chợ nông sản an toàn nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, trao sinh kế dạy nghề, tạo việc làm cho 43 phụ nữ khó khăn, hỗ trợ 6 vườn cây sinh kế khởi nghiệp, xây dựng thành lập các mô hình câu lạc bộ mẹ và con gái, câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, câu lạc bộ phụ nữ phòng chống bạo lực. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên đã kết nối nhận mẹ đỡ đầu trên 100 trẻ mồ côi, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường xây dựng tuyến đường không rác, trích quỹ xã hội hóa tặng trên 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách mẹ Việt Nam anh hùng. Quý tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tốt chương trình công tác hội, phong trào phụ nữ, trong đó sẽ tiếp tục kết nối, thực hiện hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hết 8 tháng năm 2022, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên đạt kết quả khá so với mức bình quân chung của cả nước, nhưng vẫn ở mức thấp so với kế hoạch địa phương giao. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã giao tính đến ngày 15 tháng 8 là trên 9.300 tỷ đồng, giải ngân được trên 3.300 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 36% kế hoạch địa phương giao. Trong đó, một số dự án lớn như dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài có kế hoạch giao vốn 900 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 44%. Dự án đường bên, tuyến đường nối hai cao tốc có kế hoạch vốn giao trên 860 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 37%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp, chưa đến 10% như huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên. Trong đó, huyện Yên Mỹ có 3 tuyến đường với tổng vốn 340 tỷ đồng chưa giải ngân. Nguyên nhân là do có đến hơn 80% tỷ trọng vốn bố trí cho các dự án mới, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thời gian qua tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, nhất là cát san lấp và giá cả một số loại vật liệu tăng cao, dẫn tới việc chậm thi công nhiều dự án. Đến nay, huyện Văn Giang đã xử lý đất dôi dư được 355 trường hợp với diện tích gần 20.000 m2, số tiền thu được gần 31 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 8 tháng năm 2022, xử lý được 27 trường hợp có đất dôi dư với diện tích 366 m2, số tiền thu được 2,8 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương xử lý được nhiều đó là thị trấn Văn Giang 13 trường hợp, xã Phụ Công 5 trường hợp, xã Xuân Quan và xã Vĩnh Khúc mỗi địa phương xử lý được 3 trường hợp. Để tạo nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Văn Giang đã chỉ đạo các xã, thị trấn xác định diện tích đất dôi dư, xen kẹp. Từ kết quả đo đạc, hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất của xã, thị trấn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, phòng tài nguyên và môi trường thẩm định để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện cũng như thu tiền sử dụng đất đối với các diện tích đất dôi dư, xen kẹp.
Với mong muốn sáng tạo ra một loại đồ uống hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản và có lợi cho sức khỏe từ các loại nông sản của địa phương, chị Phạm Thu Trang ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu đã tìm ra công thức đặc biệt cho một loại sản phẩm nước trái cây lên men tự nhiên từ các quả sung, quả chuối và mật ong. Sản phẩm đã được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm này được chị Trang đặt tên là nước Enzyme S7, được sản xuất bằng những nguyên liệu như quả sung, quả chuối, được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và mật ong hoa nhãn lên men theo phương pháp ngâm ủ hoàn toàn tự nhiên. Sản phẩm có đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp tăng sức đề kháng, tăng khả năng phục hồi sức khỏe, làm giảm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày và đường ruột. Do đó, sản phẩm đã được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Tháng 12 năm 2021, nước Enzyme S7 được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Hiện sản phẩm đang được tiêu thụ tại các thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Nam, Thanh Hóa và Bình Dương. Sản lượng sản xuất và cung ứng ra thị trường từ 10 đến 15.000 chai một tháng với giá bán lẻ trên thị trường là 30.000 đồng một chai. Tiêu thụ thuận lợi cộng với giá thành cao hơn nhãn chính vụ nên năm nào gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên cũng áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc để nhãn cho thu hoạch làm ba trà, trà nhãn sớm, trà chính vụ và trà nhãn muộn. Nhờ đó, thời điểm hiện tại, trong khi hầu hết các diện tích nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã thu hoạch xong, thì gia đình anh Tuấn vẫn đang thu hoạch trà nhãn chín muộn. Vụ nhãn năm 2022, gia đình anh Tuấn có 17 tấn, với giá dao động từ 20 đến 80.000 đồng một kg. Sở dĩ tiêu thụ được sản lượng lớn như vậy là do gia đình chăm sóc gần 2 mẫu nhãn ra quả dài vụ. Trong đó, có 20% diện tích nhãn trà sớm, chủ yếu là giống nhãn Hương Chi, bán với giá 30 đến 50.000 đồng một kg. 20% diện tích nhãn trà muộn đang được gia đình tập trung thu hoạch bán với giá 25.000 đồng một kg, cao hơn nhãn chính vụ từ 5 đến 10.000 đồng một kg. Để mà thu tập trung thì cái giá bán sẽ không được ổn định. Nhãn muộn của nhà tôi năm nay được khoảng tầm 3 tấn. Thị trường tiêu thụ vẫn rất là tốt. Đấy, bây giờ có nhiều vẫn bán được. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng thụ, nhờ có tiêu chí thực hiện rõ ràng, lộ trình thực hiện từng công việc cụ thể phù hợp, những năm gần đây, thôn Gạo Bắc đã thực sự thay ra đổi thịt, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Qua đó góp phần vào hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Trước đây ngã ba này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông do đường nhỏ, góc cua khuất, nhưng hai năm gần đây đã được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Để có được cả một tuyến đường đẹp như hôm nay là nhờ vào sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là việc tự nguyện hiến đất làm đường của các gia đình ở thôn Gạo Bắc. Trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Bún, ông Nguyễn Văn Bản. Dù đời sống của gia đình không khá giả, nhưng khi có chủ trương, ông Bún, ông Bản đã tiên phong đi đầu, ủng hộ địa phương. Trước kia bản thân nó là chỉ có 5 mét thôi, cái điểm này nó là cái nút thắt thì là thôi thì gia đình là tự nguyện cho địa phương coi mở thêm ra vào 3 mét nữa. Thì coi là hiện nay bây giờ nó được khoảng 8 mét mặt đường là nó rất đẹp, đến bây giờ nó là quang đãng lắm, coi chúng tôi cũng rất phấn khởi. Để nông thôn sạch đẹp là gia đình tôi tự nguyện hiến cái diện tích đất đây, cụ thể cái chiều dài này nó dài tầm khoảng 20 mét và chiều ngang ra mặt đường khoảng 3 mét. Tổng diện tích nó tầm khoảng 60 mét vuông. Nếu thời giá như bây giờ ấy, thì tính ra tiền thì cũng phải 100-200 triệu, nhưng mà vì tương lai con ra, vì quê hương sạch đẹp, tôi rất ủng hộ vấn đề làm nông thôn mới, từ những nhà văn hóa này, bể bơi hoặc sân bóng đá cho các cháu sân chơi các cháu, gia đình chúng tôi rất ủng hộ ngay, đều tiên phong hết. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, cán bộ và nhân dân thôn Gạo Bắc đã tổ chức họp dân để bàn bạc thống nhất phương án xây dựng, kiến thiết. Đây là thôn đầu tiên của xã Hồ Tùng Mậu đã tiên phong đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thôn đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa trong nhân dân, sự ủng hộ của người con xa quê để chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Ngoài ra, cán bộ và nhân dân thôn Gạo Bắc cũng đã vận động đóng góp xây dựng mới nhà văn hóa và các công trình phụ trợ như sân chơi, ao bơi cho trẻ nhỏ với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Chúng tôi đã đáp cả những máy bay đi vào tận thành phố Hồ Chí Minh, đi Lâm Đồng rồi đi Vũng Tàu, quyên góp bà con về để xây dựng quê hương. Cũng có người ta ủng hộ 5-700 triệu chứ không phải ít. Thực hiện được cái việc đó thì đường thì hiện nay đã khang trang sạch đẹp. Thế thì nhân dân rất là đồng tình và ủng hộ. Cùng với xây dựng cơ bản,
các tổ chức đoàn thể trong thôn đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thay đổi cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Để được cái khuôn viên của thôn Gạo Bắc khang trang và sạch rộng rãi, sạch đẹp như ngày hôm nay, điều đó là được sự ủng hộ rất cao của bà con nhân dân trong thôn. Thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xác định an ninh trật tự được đảm bảo thì người dân mới có thể yên tâm, đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền làm tốt các phần việc, các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xã Nhân La, huyện Kim Động đã triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể thiết thực về an ninh trật tự, qua đó thu hút đông đảo sự tham gia ủng hộ của người dân nơi đây. Gia đình có cửa hàng kinh doanh buôn bán, các mặt hàng tạp hóa tại ngã tư thôn Mát, anh Thịnh đã dần quen với việc tổ tự quản về an ninh trật tự của xã gồm lực lượng công an, quân sự, cấp ủy thôn đến tận nhà mỗi tháng để trò chuyện, nhắc nhở về phần việc như không bày bán hàng hóa ra hành lang đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phòng chống cháy nổ. Từ đó tạo sự chuyển biến cho mỗi người dân, mỗi thôn xóm về nâng cao tiêu chí an ninh trật tự. Từ mấy năm trở lại đây là cái tình hình an ninh trật tự của xã rất là tốt, đảm bảo. Kinh doanh ở đường làng thì nhiều khi nó cũng có lấn chiếm ra ngoài một chút, nhưng mà khi có lực lượng chức năng nhắc nhở là chúng tôi cũng chấp hành. Xã Nhân La duy trì 2 tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy, 2 tổ tự quản về an ninh trật tự, 3 tổ hòa giải tại cơ sở. Hoạt động của các mô hình, các tổ tự quản không phải là khi có sự việc mới xử lý, mà đã tích cực vào cuộc ngay từ khi nắm bắt được tình hình của nhân dân, phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, giáo dục và có các biện pháp ngăn chặn, răn đe với các hành vi có nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong những tháng vừa qua thì tổ tự quản đã tham gia phối hợp với ủy ban và ban công an xã thực hiện kế hoạch 93A động viên bà con và tự tháo dỡ và hỗ trợ người dân tháo dỡ, không xảy ra tình trạng bà con phản đối và luôn chấp hành. Và thực hiện tuần tra kiểm soát cùng đội công an xã luôn trấn áp tội phạm và không xảy ra tình trạng trộm cướp, tệ nạn xã hội và nghiện ngập ở địa phương. Để công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện đi vào chiều sâu, hiệu quả, xã Nhân La đã phát huy vai trò của lực lượng công an chính quy tại địa phương, trong đó chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể về an ninh trật tự, điển hình là mô hình camera giám sát trên toàn xã, công tác quản lý các đối tượng vừa hết cải tạo hoặc chấp hành án tại cộng đồng, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, 8 tháng năm 2022, xã không phát sinh vụ việc gây mất an ninh trật tự. Tỷ lệ người dân hài lòng về lực lượng công an xã đạt cao. Vâng, 5 năm trước thì một số cái hoạt động hoặc là một số cái vụ việc như trộm cắp, đánh cãi chửi nhau trong dân của xảy ra, sau khi lực lượng công an chính quy về thì những cái đấy đó giảm hẳn. Đó là những cái phối hợp, cái lồng ghép giữa công an chính quy và các ngành đoàn thể, đặc biệt là trong đó có cái mặt trận Tổ quốc. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an xã, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Nhân La luôn được giữ vững, góp phần đảm bảo đời sống của người dân, sớm đưa xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 36.000 người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trên 95.000 người thuộc hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% mức mua thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách tỉnh. Trong 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh cũng có trên 26.000 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được hỗ trợ với tổng số tiền trên 44 tỷ đồng. Trên 39.000 lượt người thuộc hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, được hỗ trợ với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh cũng đã hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại cho hơn 230 lượt người nghèo điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. Nhờ thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nên số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Đến nay toàn tỉnh có trên 1.147.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 25.000 người so với tháng 12 năm 2021, đạt gần 100% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay, số người lao động đề nghị thanh toán bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh tăng cao. Điều đáng nói là việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ gây ra cho nhiều hệ lụy về sau cho chính người tham gia và ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài khi mà dân số đang bắt đầu già hóa trong những năm tới. Chị Hà làm công nhân ở một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi đã tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 7 năm. Đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty ít việc, chị đã quyết định xin nghỉ. Sau khi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chị đã đến cơ quan bảo hiểm xã hội xin thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Trước khi tôi nghỉ thì bên bảo hiểm cũng điện cho tôi là cô cứ nên cô đóng đi. Về nhà thì các cháu nó bảo là mỗi tháng bây giờ mẹ đóng phải hơn triệu. Tuổi của mẹ bây giờ cũng già rồi, đóng bây giờ là hơn chục năm nữa thì mẹ mới được hưởng. Thì thôi giờ tốt nhất là mẹ rút về. Hàng ngày, tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện thị xã, những trường hợp như chị Hà không phải ít. Dù đã được các nhân viên tư vấn cặn kẽ, nhưng cái lợi trước mắt và những tính toán vội vàng khiến một bộ phận người lao động, nhất là những lao động tuổi đời còn rất trẻ, vẫn quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần. À, từ hồi đi làm công ty đến giờ thì em rút bảo hiểm xã hội 2 lần. Em cứ nghĩ là không tham gia bảo hiểm ở công ty nữa thì là mình đóng có nghĩa là 100%, để nó nhiều. Thế thì là em không có ý định đi làm công ty nữa. Thế là em mới rút bảo hiểm một lần về. Cơ quan bảo hiểm xã hội là tuyên truyền ngay từ khi người ta đến nộp hồ sơ. Và thậm chí là chỉ đạo cán bộ khi đơn vị người ta báo giảm ấy là đã liên hệ trực tiếp với người lao động để tuyên truyền, để giải thích, để cho người lao động người ta hiểu, người ta tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng mà trong số đó thì cũng một số người là cũng có cái quan niệm là đóng lâu mới thời gian dài, nên không hiểu được hết về cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nên là họ rút. 8 tháng năm nay, toàn tỉnh đã có 4.360 người làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong khi đó, cả năm 2021 là trên 6.000 người. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, nguyên nhân chính là do gần 3 năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc dịch chuyển lao động từ tỉnh Hưng Yên sang các tỉnh khác tăng. Một số người lao động gặp khó khăn nên đã rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi lựa chọn phương án thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, số tiền nhận được ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội, mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, thân nhân không được hưởng trợ cấp tuất. Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần nó ảnh hưởng một loạt đến các vấn đề an sinh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi sau này của người tham gia. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cả cấp xã phường, cả hệ thống chính trị đẩy mạnh việc tuyên truyền để làm nào người dân hiểu được cái việc này. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu rõ thiệt thòi khi rút bảo hiểm xã hội và lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội là góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Nếu tạm thời gặp khó khăn thì bảo lưu thời gian tham gia, khi quay lại thị trường lao động có thể tiếp tục đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 9 năm 2022 tại khu công nghiệp Dệt may Phố Nối. 250 công nhân của các công ty trong khu Dệt may Phố Nối tham gia hiến máu như công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Ngọc Tề, công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm Gia San Việt Nam, công ty cổ phần sản xuất thời trang Dự Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục thể thao Edon Việt Nam. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện, qua kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc, chương trình đã thu được 180 đơn vị máu. Số máu thu được sẽ chuyển về ngân hàng máu để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân cần máu. Được biết, sau 9 đợt tổ chức hiến máu tình nguyện trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, khối lượng máu được tiếp nhận là hơn 1.600 đơn vị. Lại thêm một vụ cháy nữa xảy ra tại huyện Văn Giang. Chiều qua, một ngôi nhà gỗ ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang đã bị cháy. Rất may không có thiệt hại về người. Ngôi nhà bị cháy được xác định của gia đình anh Nguyễn Hữu Mạnh, hộ khẩu thường trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đây là ngôi nhà sàn làm từ gỗ với diện tích khoảng 100m2. Khi xảy ra vụ cháy, chỉ có một người đang làm việc ở vườn nên rất may không bị sao. Ngôi nhà sàn bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng công an đã huy động 2 xe chữa cháy, đám cháy cơ bản đã được khắc phục. Xác định nguyên nhân ban đầu là do chập điện ở tầng 2.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số, ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Trước tình trạng xung đột nghiêm trọng tại biên giới giữa Armenia và Azerbaijan khiến hàng trăm người thương vong, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi cả hai bên kiềm chế và tuân thủ các lệnh ngừng bắn. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với Thủ tướng Armenia và kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc cơ chế ngừng bắn. Moscow đang giữ liên lạc chặt chẽ với cả hai nước. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Armenia và Azerbaijan giảm căng thẳng khẩn cấp, kiềm chế tối đa và giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại và theo các hình thức hiện có. Ngày 13 tháng 9, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết 50 quân nhân của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Armenia vừa qua. Trước đó, phía Armenia thông báo ít nhất 49 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã giành lại 6.000 km2 lãnh thổ ở phía đông và nam kể từ đầu tháng 9 này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine mở đợt phản công chớp nhoáng ở tỉnh Kharkov, miền Đông Bắc. Giới chuyên gia phương Tây nhận định rằng Ukraine đã giành được gần 10% lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Theo thông tin từ Kiev và phương Tây, đây có thể là bước lùi lớn trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sau 6 tháng qua. Thế trận trên thực địa cũng cho thấy Kiev đang ngày càng phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây hơn trong cuộc chiến đối đầu với Moscow. Cựu giám đốc bảo mật của mạng xã hội Twitter vừa qua hé lộ một thông tin gây chấn động trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 9 rằng Twitter đã làm ngơ trước cảnh báo của FBI và để đặc vụ của Trung Quốc và Ấn Độ vào làm việc. Theo đó, khoảng một tuần trước khi bị sa thải, ông Peter Mosatko, tin tặc nổi tiếng từng đảm nhận vị trí vai trò giám đốc an ninh của Twitter cho biết đã nắm được thông tin một đặc vụ của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc làm việc tại Twitter. Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng được cho là có một đặc vụ làm việc tại đây. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo Twitter về những nhân vật này, nhưng ban lãnh đạo của công ty dường như đã phớt lờ. Trong báo cáo mới công bố, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho rằng thế giới đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. WMO cho biết nồng độ khí thải nhà kính tiếp tục tăng lên tới mức cao mới, trong khi đó tỷ lệ phát thải từ nhiên liệu hóa thạch hiện cao hơn mức trước đại dịch. 7 năm qua là thời kỳ ấm nhất từng được ghi nhận. WMO cảnh báo thiên tai sẽ trở nên phổ biến nếu thế giới không cắt giảm lượng khí thải carbon theo mức mà giới khoa học cho là cần thiết để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của tình trạng ấm lên toàn cầu. Bản đánh giá viện dẫn trận lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan và đợt nắng nóng ảnh hưởng đến mùa màng tại Trung Quốc trong năm nay là những ví dụ cho thấy những gì có thể xảy ra. Gã khổng lồ công nghệ Google của Mỹ đang phải đối mặt với các đơn kiện có thể dẫn tới mức phạt lên tới 25,4 tỷ đô la Mỹ về vấn đề công nghệ quảng cáo. Trong hai vụ kiện ở Anh và Hà Lan ngày 13 tháng 9, công ty luật đại diện cho các công ty quảng cáo đứng bên nguyên đơn khẳng định đã đến lúc Google phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra cho ngành quan trọng này. Trước đó, cơ quan giám sát cạnh tranh của Anh đã tiến hành điều tra hoạt động quảng cáo của công ty thuộc tập đoàn Alphabet trên cơ sở cáo buộc Google có hành động thao túng thị trường quảng cáo trực tuyến để tư lợi cho những dịch vụ của hãng. Thưa quý vị và các bạn, rác thải nhựa đã trở thành vấn nạn ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có thủ đô Jakarta của Indonesia. Và nhằm góp phần xử lý vấn nạn này, một công ty ở đây đã được thành lập nhằm tái chế rác thải nhựa thành nguyên liệu thô để xuất khẩu. Không khó để bắt gặp cảnh tượng rác thải nhựa tràn ngập ở đô thị 30 triệu dân của Indonesia. Đó chính là động lực ra đời của 3D Oasis, công ty chuyên tái chế rác thải nhựa. Công ty phân loại rồi nghiền nhựa thành các mảnh nhỏ làm nguyên liệu thô cho các công ty khác sản xuất. Sau 6 năm hoạt động, 3D Oasis đã tái chế được 250 triệu vỏ chai nhựa thành nguyên liệu xuất khẩu ra nước ngoài. Không chỉ góp phần xử lý rác thải nhựa, công ty còn tạo ra công ăn việc làm và nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Trong trang phục truyền thống, một nhóm phụ nữ tại Bolivia đang trong hành trình chinh phục đỉnh núi phủ đầy tuyết như một cách đấu tranh cho quyền phụ nữ bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này. Đây là những thành viên của nhóm Climbing Colistas ở Bolivia Guamis đang cùng nhau vượt qua sườn núi phủ đầy tuyết trắng của núi Huayna Potosi cao hơn 6.000 mét so với mực nước biển. Với thử thách này, họ muốn chứng minh rằng nữ giới cũng mạnh mẽ, gan dạ và dũng cảm không kém gì nam giới.
họ cũng muốn động viên nữ giới, đặc biệt là cộng đồng nữ giới bản địa ở Bolivia, luôn nỗ lực vươn lên, tự tin thể hiện mình trong cuộc sống. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.